Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách kho cá để chúng ta dùng dần trong mùa dịch này nhé. Các bạn cần chuẩn bị cho mình một con cá chấm, mình mổ rồi, gạo vẩy rồi. Bây giờ mình sẽ làm sạch lại cá nhé. Và để kho, để dùng dần, các bạn cho mình sả này, gừng, vài cây sả nhé, độ 100g giềng, hành thơm, mình cho một củ hành tây nữa và một ít ớt gia vị thì chút nữa mình sẽ nói sau. Trước tiên để làm cái phần cá sạch thì các bạn sẽ cho mình muối vào đây. Mình sát sạch cái phần đây ạ, những cái bên trong của cá này nhé. Các bạn dùng muối mình sát nó sẽ sạch hết cái đen này đi. Thì khi chúng ta ăn cá nó không tanh. Và bây giờ nó đang là mùa dịch ấy. Hai cái tuần đầu này thì là đang là cái tuần cao điểm của Việt Nam mình. Cho nên là để chúng ta đỡ phải ra ngoài đi chợ hoặc đi siêu thị thì chúng ta có thể mua những loại thực phẩm này để mình 2-3 hôm chúng ta mới đi chợ một lần hoặc hàng tuần chúng ta mới phải đi chợ một lần nhé. Mình làm nồi cá kho mình ăn cả tuần luôn. Với cá kho thì các bạn ăn để thì cứ ăn có một tuần vẫn ngon ạ. Nó không như các loại thực phẩm khác. Khá thì cá thì càng kho nhiều lửa càng ngon. Mình mua con cá này ở sông nó bé thôi nhưng mà cũng 2,5 cân các bạn ạ. Thì nó rắn thịt nó tự nhiên. Hoặc các bạn có thể mua những cá họ nuôi những cái đầm ấy. Thì họ tắt đầm thì là sẽ có cá. Cá nuôi thì nó sẽ nhão thịt hơn. Cái đen này mình sẽ bỏ sạch đi nhé. Thì muối mình sát sạch những cái này đi, sát sạch hết rồi các bạn là rửa lại cho mình nhé, cho nó ráo nước để mình ướp gia vị vào để mình kho. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái xoong này và mình sẽ cho vào đây nghệ, các bạn thái ra hoặc các bạn có thể là giã nhỏ nhé, cho vào đánh nồi ạ. Riêng các bạn cũng thái ra cho mình. Như nhà mình có vườn ấy, cho nên là mình tự nuôi gà ở nhà. Nên là cứ mùa dịch mình hạn chế đi chợ ấy, những con gà ấy, thì chúng ta có thể mình thịt dần hoặc là cá mình cứ kho ăn hàng tuần. Vì chính phủ đang hạn chế người dân ra đường đỡ tiếp xúc nơi đông người, chợ cũng là một nơi chứa rất nhiều người các bạn ạ. Cho củ hành nữa. Những cái loại thực phẩm này ấy, khi chúng ta kho lên vừa đỡ tanh cá, không còn mùi tanh của cá và vừa nữa là nó có nhiều chất mà cho chúng ta chống được cả cúm virus, gừng, giềng đều được, hành thơm, sả là cái những loại rất tốt ạ. Tại
vì mình kho cá này để cho mùa dịch cho nên là mình sẽ cho nhiều hành, nhiều sả, gừng thì không kho cá thì các bạn không cho cũng được, nhưng mà riềng chúng ta nên cho vào nhé. Cái sả này mình cứ cho sả cả ngày vào nữa này, rất chi là tốt luôn. Mình vừa nót ở dưới đáy nồi như này cá vừa không bị cháy các bạn nhé, mà lại vừa khi chất các chất này khi nó ngấm vào cá rất tốt ạ. Cá khi làm sạch rồi bây giờ các bạn sẽ ướp gia vị vào cho mình nhé. Cá kho thì mình sẽ kho vặn một chút, bạn cho mình vào đây 3 thìa bột canh này, hạt tiêu nữa nhé, thìa cà phê hạt tiêu, 1/2 thìa đường. Mình không làm nước hàng và các bạn cho mình nước tương nhé, 1 thìa cái nước tương. Tương hột đấy, mình có video hướng dẫn các bạn cách làm tương hột rồi. Cho mình 1 thìa nước magi nhé. Mình ướp khoảng độ 2 đến 30 phút nhé, thì các bạn sẽ cho vào để mình kho và ngấm gia vị vào. Bạn nào mà muốn ăn muối thịt nữa thì chúng ta có thể ướp thêm thịt, không có thì ướp cá như thế này thôi. Mình ướp khi mình để được 30 phút rồi, bây giờ các bạn sẽ cho vào cái xoong này cho mình nhé. Cái phần ruột cá này nó chứa nhiều mỡ này thì mình sẽ cho xuống đáy để cho nó ra mỡ nhé. Mình sẽ xếp cá vào. Xếp khéo, không có là cũng không vừa hết cái xoong này. Cái xoong của mình nó hơi bé một chút. Nếu mà các bạn có nước dừa ấy, thì chúng ta sẽ có thể cho nước dừa, không có thì các bạn sẽ cho mình vào đây nước nhé. Rồi bây giờ mình sẽ cho lên bếp để mình kho. Các bạn cho mình quả ớt vào này và một ít dầu ăn nữa nhé. Đây các bạn, khi mình kho cá như thế này nhé thì các bạn cứ kho nửa nhỏ cho mình và mình kho đến khi nào cái phần nước này nó cạn sần sệt là được. Đây ạ, hơi đầy cá, chung nữa thì nó sẽ dẹp bớt thì được. Mình sẽ nhỏ lửa nhé và cá thì kho càng nhiều lửa càng ngon ạ. Đây các bạn, khi cá kho thì chúng ta nên kho nhiều lửa nhé. Mình đã kho đây, nó đã sôi rồi, nhiều sôi được 1 giờ rồi ạ. Mình đã để nguội rồi, bây giờ mình sẽ bật bếp lên để mình kho lại nhé. Và các bạn đun nhé, sôi như thế này và mình cứ nho nhỏ lửa để cho cái phần cá này khô và nó cạn bớt cái nước đi nhé. Mình cứ đun như thế này đi, nho nhỏ lửa thôi. Chúng ta có thể lêm lếm cho vừa không?
Cái nước này là vừa rồi để cho nó ngấm vào cá nữa. Mình cứ kho nho nhỏ lửa như vậy như này các bạn nhé. Và cái màu cá nó sẽ sẫm đẹp nhé. Và khi mình ăn ấy, nó mềm cá, thơm cá và ngon nhé. Cá thì sẽ rắn, xương mềm ạ. Khi nồi cá của mình kho nó như thế này rồi, cạn hết nước rồi các bạn nhé. Miếng thịt cá rắn ngon như thế này đấy. Những cái cá mà có những khúc như này thì nó hay bị vỡ thịt ra, thơm ngon, rất vừa và ngon và màu sắc cũng đẹp các bạn nhé. Với nồi cá này thì các bạn có thể ăn dần nhé, trong vài hôm, và lúc nào mình ăn hết thì mình sẽ lấy ra và có thể cứ đun lại lên để mình ăn như thế này. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Ẩm thực miền quê nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Đấy, khi mình kho đến khi phần xương nó còn mềm ra các bạn ạ. Nhai được luôn cả phần xương nhé. Và ăn xương cá này thì cũng tăng canxi. Thơm thịt và ngon cá.